Đây. Alo. Đây. Người lao động là 10,5. Còn công ty mình là 21,5. Ok không? Bảo hiểm xã hội 8% nè, bảo hiểm thất nghiệp 1, bảo hiểm y tế 1 nè. Còn công ty của mình nè, bảo hiểm xã hội là 17,5, bảo hiểm thất nghiệp là 1 và bảo hiểm y tế là 3. Ok chưa? Đây là 1,5, đây là 3, nên nó ra chỗ này là 10,5, chỗ này là 21,5. Ui xì, đây là 3%. Rồi đóng đây là đóng trên mức lương nào đây? Đóng trên lương cơ bản và các khoản phụ cấp mà chịu bảo hiểm xã hội. Ví dụ là ví dụ như lương của anh đó 15 triệu thì bây giờ công ty mình sẽ viết trên cái bảng lương nè, gồm có lương cơ bản nè, rồi phụ cấp A nè, phụ cấp B nè, rồi phụ cấp C nè. Đó, ví dụ lương cơ bản là lương cơ bản là mức lương dùng để đóng bảo hiểm nha. Lương cơ bản là mức lương dùng để đóng bảo hiểm. Đó là bắt buộc rồi. Và ngoài ra thì nó có những cái khoản phụ cấp. Tùy theo phụ cấp nó có đóng hay không thì tùy theo. Thì mức lương cơ bản đây nè là nó phải bằng mức lương tối thiểu vùng. Thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng là gì thì em cứ em lên Google em xem. Hiện nay ở Hồ Chí Minh là vùng 1 là tầm 5 triệu á. Còn Đúng em ở Tây Ninh thì em cứ em lên Google em xem, em lên Google em gõ là mức lương tối thiểu vùng mới nhất. Thôi tôi mở lên em xem luôn nè. Đây. Mức lương tối thiểu vùng đây nè em, nè vùng 1 nè là 4,6 triệu. Như vậy như thế nào là vùng 1, vùng 2 á thì về nhà em mở ra cái nghị định đây nè, nghị định 38 nè, năm 2022 nè, thì em sẽ biết mình ở vùng mấy. Ok không? Được. Ở Tây Ninh là ở vùng mấy? Em đang ở Tây Ninh đúng không? Đó, về nhà mình xem mình ở Tây Ninh thì ở vùng mấy. Là dưới đây là áp dụng 63 tỉnh thành nè, vùng 1 nè. Mở Tây Ninh coi. Tây Ninh nè. Tây Ninh của em là vùng 2. Nhưng mà Tây Ninh của em nằm ở dưới cái ở dưới là anh Thành phố Tây Ninh hay là cái gì? Tây Ninh. em ở Tân Biên. Tân Biên là nó nằm ở đâu trong này? À, thế nào? Các huyện khác. À, Tân Biên nè, đúng rồi, thì ở vùng 3 là 3 triệu mấy nè, đó. Sao? Mà kê khai mức lương phải kê khai theo vậy luôn ha hay sao Thì bây giờ tôi ví dụ cho em nè, ví dụ ông A anh? 15 triệu, em ở Tân Biên, hồi nãy Tân Biên là 3 triệu mấy. À, chỉ số 40. Có nghĩa là tối thiểu, hiểu không? Dạ. Thì đây là em cho 4 triệu đi, đó. Được không? Dạ. Bây giờ tổng cộng của ổng nè,
là sum nó ra là 15 triệu. Thì cái chỗ phụ cấp A, phụ cấp B, phụ cấp C là em tự cho được không? Dạ. Tự cho nhưng mà nó phải đúng chức năng nhiệm vụ của người ta. Nhưng Tự mà cho tự nhưng mà nó cũng bao gồm là tổng của 15 triệu trong đó là sao? thì đây là 4 triệu rồi, thì ở đây còn lại là bao nhiêu triệu? Còn 11 triệu. 11 triệu. Thì trong 11 triệu đây là phụ cấp A là gì, B là gì, C là gì? Ví dụ phụ cấp tiền, phụ cấp điện thoại nè, xăng xe nè, tiền cơm nè, phụ cấp trách nhiệm nè, phụ cấp độc hại nè, phụ cấp thâm niên nè, hiểu không? Hiểu. Nhưng mà em viết làm sao là nó có liên quan tới vấn đề này. Vấn đề lương bổng này nó phức tạp lắm, nó là cả một quá trình không có đơn giản đâu. Em thấy lương phức tạp không? Lương phức tạp đúng không, có giỡn đâu. Em phải xây dựng quy chế lương thưởng trong công ty của mình để cho người lao động người ta cảm thấy happy, tức là người ta phải rõ ràng về vấn đề lương bổng. Ví dụ người ta làm ở công ty em, người ta không biết năm nay công ty có thưởng không, không biết công ty có tăng lương không. Em mà làm như vậy thôi người lao động người ta chán, tại người ta đi làm là lương và thưởng, hiểu không? Nên cái vấn đề đây nè, đây là nó có những cái phụ cấp đóng và không đóng nè. Thì em xem nè, đó, nếu mà em ghi mấy cái từ đây nè, mấy cái từ mà màu xanh, màu tím, màu đỏ giữa tôi đây nè, là bắt buộc em phải đóng bảo hiểm trên những cái phụ cấp này. Còn ví dụ như ở dưới đây là những cái phụ cấp không đóng bảo hiểm nè, nhưng mà nó phải phù hợp. Nói chung là phức tạp lắm, tôi nói cho em hiểu như vậy thôi, được chưa? Đó, ví dụ lương của người ta 15 triệu rồi đó, em phải ngồi mình viết ra như thế này. Ví dụ như em mà ghi đây là phụ cấp trách nhiệm, ví dụ thôi nha, 2 triệu vì người ta làm trưởng phòng hay là như thế nào phải có phụ cấp trách nhiệm cho người ta chứ. Thì nếu mà em ghi phụ cấp trách nhiệm 2 triệu nè thì đóng bảo hiểm trên 6 triệu, tại vì phụ cấp trách nhiệm là một cái phụ cấp đóng bảo hiểm, là phụ cấp trách nhiệm nè. À, nếu mà em ghi trên này phụ cấp trách nhiệm là nó sẽ đóng bảo hiểm, được không? Được. Ừ. Rồi, thôi nói sơ sơ em nắm như vậy thôi là được rồi. Còn từ từ mình nói đi sâu vô, mình nói sâu đi. Không giờ hiểu tổng quát nó là như vậy chứ. Rồi, như vậy em hình dung là công việc của một người kế toán nó là như vậy đó, được không? Rồi bây giờ mình sẽ dạy cho em là về kế toán. Như vậy để làm ra được những cái báo cáo này nè, đây là những cái mà vừa rồi em nói gọi là báo cáo. Như vậy để làm ra những cái báo cáo đó, theo em phải lấy số liệu ở đâu? Ví dụ như kêu em làm báo cáo lãi lỗ thì em làm sao? Em dựa trên cái nhập sức tồn, nhập nguồn sức rồi với chi Ủa vậy nhập xuất chi phí là nó đang nằm ở đâu vậy? nằm vô báo cáo sức nhập tồn, nó nằm ở cùng Công việc cuối cùng của người làm kế toán là báo cáo, lãi lỗ, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo chi phí, báo cáo công nợ phải thu, báo cáo công nợ phải trả. Như vậy vừa rồi nãy em nói là để em mà làm ra được những cái báo cáo đó là em kêu là báo cáo lãi lỗ là em kêu em lấy trên nhập xuất tồn hả? em báo cáo đi, em tin báo cáo lại lỗ thì em sẽ lấy những cái hàng nào em thường á là em sẽ lấy cái bạn mà làm xuất có theo dõi hàng bán á, À, rồi gọi là lấy cái hàng mà bán ra trong kỳ, đúng rồi còn chi rồi phí.
Em là người cái báo cáo, em là người thanh toán báo cáo cái những cái mặt hàng đầu đầu của khách hàng á, hàng bán, khách bán á, về theo dõi luôn cái chi phí, thì em chỉ cần của bạn đó xong em kết hợp của em để trừ chi phí trong tháng để được Ok. là người. Ok. Như vậy mấy cái mà em vừa nói là cái xuất ra bán cho khách hàng nè và cái chi phí nè, thì mấy cái đó nó đang nằm ở đâu? Nói xem không hiểu. Mấy cái mà hồi nãy em nói là để mà em làm ra được báo cáo lời lỗ thì em phải lấy ra được là cái số lượng mà bán hàng trong tháng và kết hợp với lại chi phí em theo dõi, đúng không? Thì nó sẽ ra lời lỗ. Như vậy cái mà số lượng bán hàng trong tháng và cái theo dõi chi phí của em, thì mấy cái số liệu đó đó người ta gọi trong kế toán á, mấy cái số liệu mà em vừa nói là số lượng bán hàng nè và cái bảng theo dõi chi phí của em á, thì mấy cái đó người ta gọi trong kế toán gọi là sổ sách kế toán. Như vậy muốn làm ra được báo cáo phải lấy từ sổ sách, phải lấy số liệu trong sổ sách kế toán. Như vậy là muốn có báo cáo phải lấy số liệu trong sổ sách kế toán, hiểu không? Tức là công việc cuối cùng là báo cáo này, nhưng mà muốn làm ra được báo cáo thì phải lấy số liệu trong sổ sách. Tức là muốn báo cáo được thì phải có sổ sách kế toán, hiểu không? Như vậy theo em á, cái sổ sách kế toán của em á là em đang tập hợp nó lại dựa vào cái gì mà em mới tập hợp được vậy, em biết không? Ví dụ như là tháng 1, 11 năm 2023 em nói công ty em là bán được 15 cái mặt hàng A, đúng không? Và bán 10, tương ứng với lại 15 cái mặt hàng A, đó là 15 cái mặt hàng A này là em bán cho 15 khách hàng. Như vậy mỗi khách hàng á là nó phát sinh một nghiệp vụ, đúng không? Ủa khi mà em bán hàng cho khách hàng á, em có chứng từ gì không? Dạ có, em có phí xuất kho. Đó. Như vậy làm sao? Chính những cái phiếu xuất kho của em vậy đó, em mới cộng lại thì nó mới ra được cái 15 mặt hàng này, đúng không? Như vậy là muốn có sổ sách, muốn có số liệu trong sổ sách nào, là em phải lấy chứng từ để ghi vào trong sổ sách đó. Như vậy là muốn có số liệu trong sổ sách thì em phải lấy cái chứng từ. Chứng từ đây là chứng từ đã phát sinh, tức là đã xảy ra rồi, để ghi vào trong sổ sách. Rồi, hiểu không? Thì cái đây nó chính là báo cáo này. Cái số 2 nó chính là sổ sách này. Và cái thứ ba nó chính là chứng từ. Em đọc cái câu này tôi nhấn mạnh nè. Chứng từ, nhưng mà là chứng từ đã xảy ra. Như vậy em hiểu chứng từ mà đã xảy ra được hiểu như thế nào? Chứng từ đã xảy ra là chứng từ đã phát sinh. Chứng từ đã xảy ra thì theo em hiểu chứng từ đã xảy ra này được hiểu như thế nào? Ví dụ giống như là khi mà có cái đơn hàng em lên đơn hàng mà giao hàng cho khách là em được, em suy nghĩ đó là chứng từ đã phát sinh đó. Cái vụ mà đơn hàng rồi em giao hàng nó phát sinh nhiều nhiều chứng từ lắm, mà em chưa nói hết chứng từ của cái toàn bộ nghiệp vụ giao hàng cho em gồm chứng từ gì nè? Đầu tiên nè là đơn hàng nè,
Rồi sau đó Ừ. chứng từ gì? Em nói cái quy trình bán hàng của em đây, đầu tiên là em nhận đơn hàng nè, rồi sau đó là chứng từ gì nè? Kiểm tra đơn hàng, Kiểm tra đơn hàng. nếu mà đủ hàng thì em cho làm phiếu xuất hàng xuất kho. Rồi phí xuất kho. Cái phiếu xuất kho này em sẽ gửi cho bộ phận kiểm kho, ở bộ phận kho về kho nó mới đưa ra, nó báo em xuất hàng. Xuất hàng ở đây em sẽ cho một kế toán là một cái phiếu xuất hàng kim luôn, tính tiền, tính tiền nghĩa là công nợ anh, tính tiền cho Nói gì nữa? hàng. Rồi song song đó em sẽ làm một cái phiếu xuất kho, nhưng mà không có để chi tiết cái giá trị hàng á, để cho người đi hàng đi đi giao hàng á cầm theo để thanh toán với khách hàng. Còn cái này là khi mà hàng đã đủ anh, còn khi mà có đơn hàng mà đưa Ok thôi, được rồi, dễ đủ rồi, đủ rồi. kiểm Đó em thấy không? Em thấy là em đang làm á, là giống như là làm theo kiểu là, nói chung em làm theo cách đó cũng được, rồi cách đó theo kiểu của em và cách đó theo kiểu mà cảm tính đó. nhưng mà Nghĩ nghĩ ra cái gì thì lặp cái đó thôi. nhưng mà Nên không, cái cái là cái quy trình của công ty em luôn á, chỗ em làm luôn á, thì đúng nhưng mà rồi, em thấy á nó không có khả thì bây giờ em sửa lại, ví dụ bây giờ em học hết tôi đi, rồi đầu từ từ em sửa lại. quan. Thì đây nè, ví dụ bây giờ tôi sửa lại cho công ty em. Ủa, công ty em bán hàng á, công ty em bán hàng á là cho người ta nợ không, hay là bán hàng thu tiền liền? Thường là cho công nợ không ạ? Rồi ok, vậy bây giờ đầu tiên nè, tôi nói quy trình luôn nha. Đầu tiên là đơn hàng, quy trình bán hàng công ty em là đơn hàng. Máy đứng tra rồi, đợi tôi một tí nha. Rồi đơn hàng nè là phòng kinh doanh. Tiếp nhận đơn hàng. Rồi. Sau khi mà tiếp nhận xong nè, thì nếu mà ok á, thì khúc này nè là phòng kinh doanh tiếp nhận đơn hàng, rồi sau đó là chuyển qua cho cái lúc này là sẽ làm sao? Tương tác với thủ kho xem có đủ hàng không. Được chưa? Rồi. Nó kệ tôi nha, tôi làm theo hướng của tôi nha. Rồi nếu mà đủ hàng xong rồi nè, và thủ kho sẽ báo. Lúc đây là tiếp nhận đơn hàng nè, phải là tiếp nhận đơn hàng, phòng kinh doanh tiếp nhận đơn hàng, tự tiếp nhận đơn hàng chuyển xuống thủ kho. Hôm nay là chuyển qua kế toán kho xem có đủ hàng không. Rồi nếu đủ, đây là số 1 nha, đây là số 2 nè, đây là số 1, đây là số 2 nè. Đây là kinh doanh nè. Vậy khi mà em viết quy trình em phải ghi rõ là bộ phận nào làm nha. Kế toán nè. Và cái số 3 này là kế toán sẽ lập phiếu xuất kho. Đây là kế toán không? Lập hai liên. Còn không, cái khúc đây là khúc đây nè.
chuyển qua kế toán kho nè, xem đủ hàng hay chưa, đây khúc đây là kết hợp với thủ kho gì tùm lum tà la chỗ này nha. Rồi kế toán sẽ lập phí xuất kho nè, lập hai liên rồi phí xuất kho sẽ chuyển xuống kho để soạn hàng. Đây là thủ kho cộng kế toán. Số 5 là kế toán chuẩn bị biên bản bàn giao hàng, đó chính là phí xuất kho trống của em. Nãy em nói cái phí xuất kho trống, phí xuất kho chuẩn bị biên bản bàn giao hàng lập hai liên. Lập hai liên rồi, lập hai liên kèm theo lúc này nha, lúc này là kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng mà xuất ra được không. Rồi ok, thì cái khúc đây nè, khúc đây là kế toán, là đây là kế toán rồi đó, như vậy thôi. Ví dụ như là khi một quy trình em biết là em thấy rõ ràng, thấy không, ai làm ai làm, đây là bộ phận phụ trách đó. Thì tôi nói sơ sơ vậy á, thì ứng dụng trong công ty của em thì em rút ra cái bài học là khi mà em viết dễ quy trình á thì em phải ghi rõ là ai làm và mẫu biểu luôn. Đây là mẫu biểu, ví dụ như đơn hàng nè, hiểu không, hiểu. đơn hàng là khách hàng đặt hay là đơn hàng do phòng kinh doanh lập ra, ví dụ như vậy đó. Thấy không, từng bước nè, những người phụ trách khúc này là phải xuất hóa đơn này nha. Đây em thấy em xuất hóa đơn này. Nếu mà mình bán hàng, nếu mà mình mở công ty mà mình bán hàng là phải xuất hóa đơn, còn vấn đề em không xuất hóa đơn tức là em trốn doanh thu thì rủi ro như thế nào thì em biết rồi, đó là hành vi trốn trốn doanh thu, là trốn thuế. Ở đây mình không có đề cập, ở đây mình nói về đúng cái quy trình mình đang học kế toán nha. Alo, mình đang học kế toán là mình làm cho đúng, chứ đừng nói là học kế toán tôi chỉ với em tầm bậy thì vậy tôi mới chỉ được. Học rồi ra học, còn đi làm trốn hay không đó là quyền của em, hiểu chưa, chứ không phải kêu thầy em không xuất hóa đơn có được không. Không xuất hóa đơn đó là hành vi vi phạm, còn ông thuế phát hiện hay không đó là một cái kỹ thuật của ông thuế. Còn mình đi học là nó phải là như thế này. Rồi ví dụ khi mà em giao hàng nè, đó em lập hai liên nè, rồi ví dụ qua cái số 6 nè là chuyển hàng lên xe và giao. Hôm nay là khi mà về là em phải nói rõ là hôm nay tiếp tục nữa nè, khi giao hàng xong và thu tiền mặt thì về phải nộp vào phòng kế toán trong ngày kèm với lại biên bản bàn giao đã có xác nhận của bên mua đó. Đây cũng gọi là quy trình đây, em thêm mấy cái bước này nữa, ví dụ như vậy. Ví dụ em bán hàng mà em thu tiền tươi được không, hiểu không. Nhưng mà cái rủi ro ở đây nè, nếu mà em ví dụ em bán hàng mà tiền của em 100-200 triệu mà em thu tiền mặt của mình chết rồi. Trời ơi, em thu tiền mặt cái khúc đó là cái người thu tiền người ta sẽ có một cái hành vi gì, Dụng giống đúng rồi, người ta có hành vi người ta cướp đi luôn,
Vì người ta nói là tôi làm ở đây không biết bao lâu tôi được 200 triệu. Nên cái khúc này á, mà em làm bài bản á, bán hàng là chuyển khoản, Đúng mà. chứ đừng kiếm mà tiền mặt ở đây. Tiền mặt là rủi ro lắm. Em mới quyết định nhưng mà chuyển khoản, nhưng mà theo cái lệnh mới gì á anh, cái cá nhân á thì chuyển trên 400 triệu phải khai báo với ngân hàng nhà nước. Thì bây giờ người ta ra có quy định đó, người ta ra quy định là giao dịch từ 400 triệu trở lên là phải thông báo để chống cái hành vi rửa tiền tà la nhiều thứ. Ví dụ giống như là hàng của em á, là đâu có phải một mặt hàng nhiều hàng quá thì chuyển cho khách rồi nó lên tới cả tỷ rồi gì sao anh à? Mình giải trình ra. Ủa cái vấn đề đó mình nói sau đi. Cái vấn Dạ. đề khi mà em mà bán ra như vậy rồi á là bắt buộc em phải chuyển khoản đi, được chưa? Còn có vấn đề khai trình như thế nào thì lúc đó là ông ngân hàng ông hướng dẫn cho mình. Yeah. Ủa đơn giản mà, em ông ngân hàng cũng làm dịch vụ thì ông sẽ hướng dẫn cho mình làm mẫu biểu gì hay như thế nào. Còn bây giờ học ở đây là cứ thực tế đi nha, là bán hàng là xuất hóa đơn không có trốn rồi. Ý là tôi đang dạy đây để em về em xem coi công ty chồng em như thế nào đó. Còn cái mà em đang làm cái cửa hàng của em đây á, là nếu mà mở công ty á là bắt buộc đầu vào của em phải có hóa đơn. Còn đầu vào của em mà không có hóa đơn á là nộp thuế chết luôn. Đúng rồi. Hiểu không? Nhưng mà đầu vào của em có hóa đơn nhưng mà hàng của em xuất đi là được hoàn thuế, mà hoàn thì Ủa em đang kinh doanh mặt hàng gì? Em đang nói gì cái hộ cá nhân kinh doanh của em nè? em là bọc 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 quay sách đó, Bọc quay sách là sao? cái bọc mà mình hay đi chợ này nọ gì anh này, em gọi ví dụ. Cái bọc này nè. Bọc ni lông hả? À. Em sản xuất hay sao? Em không có sản xuất, em chỉ mua thương mại thôi, Mua của ai? mua của nhà cung cấp ở Sài Gòn, ở Sài Gòn mình á, chỗ sản xuất đó. Là mua của cửa hàng hay là mua công ty? Em mua Cái cửa hàng cũng cửa có, cơ sở sản xuất cũng có. thì nó xuất hóa đơn được mà đúng không? Mấy chỗ Dạ. đó, em mua số lượng lớn mà. Dạ. Rồi sau đó là em về em xuất khẩu hay sao? Thì nếu mà mua mà có sức hóa đơn á thì bắt buộc em phải xuất khẩu, thì hôm trước em cũng có sức một mớ Xuất khẩu hả? lúc giờ Còn chủ yếu em mua về em bán đó, em bán cho ai? em bán cho khách hàng Campuchia đó. À bán qua Campuchia hả? Dạ. Bán cho cá nhân hay bán thì sao? Bán cá nhân không ạ? Rồi bán rồi đi đường rồi sao? Bán Không lụi vậy hả? Có ai mà bị có bị dịch lần chưa? Không hả? Không dịch hả? Đó thôi ok, cái chỗ đó là bán hàng như vậy, chỗ em bán hàng vậy là không được đó nha. Tức là đi qua nước khác là phải khai báo thì tùm lum tà la. thì em nếu mà em xuất khẩu thì em phải qua cái khẩu kiểm dịch, em qua hải quan em làm thủ tục Đúng rồi em mới rồi. đi. Còn Dạ. em kia em bán qua Campuchia như vậy nó cũng là xuất khẩu rồi. Rồi tôi hiện tại em Nhưng đang mà bán cho cá nhân là bán chui. em bán có hai cái luồng, một á thì những cái chứng từ mà em đi mua bằng hình thức hóa đơn á thì em xuất khẩu Khai báo. khai báo, Nó còn những không cái có hóa luồng em đơn. không có hóa đơn á thì em đi đường chui mà theo cái hình thức là cư dân biên giới. Thôi mấy cái đó là sai không đúng quy định nha, không có không không nói được, không có chỉ. Mình làm là phải có chứng từ đầy đủ nó mới đúng được. Rồi tiếp nào. Nên bởi vậy khi mà em mở công ty rồi là bắt buộc phải lấy hóa đơn hết. Còn ví dụ như mà em không có hóa đơn thì lúc đó là em làm hệ thống hai sổ thì em không có xuất hóa đơn cái đó. Hiểu không? Thôi đừng nói hai sổ nó rối lắm, nó mệt lắm. Mình học đúng đi. Vấn đề vừa học mà vừa ấy vậy nói không có được đâu. Thiệt á, cái nào cũng ra đó, vừa học mà vừa kêu em không ghi vô sổ có được không? Em học vậy là nó bị loạn về kiến thức. Mình Đúng học ở đây có nghĩa là thực tế, tức là có sao làm vậy chứ không có bùa phép gì ở đây. Tức tôi đang rồi. chỉ cho em theo cái hướng như vậy Không, đó. em chỉ nghĩ cái đơn giản là học coi, tại vì bây giờ thế nó đòi hỏi mình phải có nâng cấp lên,
thì em học để em biết coi là mình cần nâng cấp cái gì hay là mình như thế nào để mình quản lý được cái bộ phận của mình gì đó. Không, cái của em nếu mà em mà là hộ cá nhân kinh doanh thì cái khúc đó khi mà học tôi nè là em tự tổ chức công tác kế toán theo cái ý giống như một người có học kế toán là nó bài bản luôn. Còn cái vấn đề em dưới hình thức là hộ cá nhân kinh doanh thì em nộp thuế cho nhà nước theo thuế khoán thôi. Còn nếu mà em lên công ty á, em mà nâng cấp lên công ty á, thì em mới dính tới mấy cái vấn đề này, dính mấy cái vấn đề mà như thế này. Còn Em em mà đang ở vai trò là hộ cá nhân kinh doanh á là hiểu. em chỉ nộp thuế khoán thôi thì không có cần khai báo cho ổng mấy cái này, hiểu không? Nộp Hiểu. thuế khoán là cứ tháng nộp bao nhiêu tiền chứ thôi Cái đó là đó, mình thuận với bên 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 nhà nước ha thì cũng nộp cho thuế thôi. anh hả? Nhưng mà cái mức thuế thì sao anh? Dựa theo đâu để mình đóng? Dựa theo doanh thu, dựa theo doanh thu, dựa theo doanh thu nó kêu là với cái hộ cá nhân kinh doanh của em nói chung như thế này nè, em lên thuế khi mà em có cái giấy phép kinh doanh á thì lúc này em lên thuế em khai báo thuế, hiểu không? Tức là em lên thuế em xem coi ai là những cái cơ quan, những cái gọi là bộ phận quản lý hộ cá nhân kinh doanh, thì lúc đó em cầm giấy phép lên em nói là tôi khai báo thuế của hộ cá nhân kinh doanh, thì nó sẽ đưa ra một cái tờ giấy và em khai báo nó ghi trong đó là doanh thu bao nhiêu, là em tự khai báo. Và lúc đó người ta áp mình, ví dụ như là doanh thu của em thực tế là 2 tỷ mà em khai báo cũng 300 triệu à, thì em nộp thuế ít thì ổng có đồng ý hay không, đó là vậy đó. Rồi thì bây giờ em dòm nè, đố em nha, trong toàn bộ chứng từ nè, đố em cái chứng từ nào gọi là quan trọng nhất mà chứng minh đã xảy ra, đúng không? Xuất khoa Đã xảy ra ở đây có nghĩa là đã xảy ra giữa em và khách hàng khoa đó, phiếu xuất nào? Cái này nè, khoa bằng đúng rồi, cái này nó mới đúng nè. nhau. Tôi nhắc lại là đã xảy ra tức là em bán hàng, cái gì mà em chứng minh được đã chuyển giao rủi ro hàng hóa từ bên bán sang cho bên mua thì em lấy cái chứng từ đó đó gọi là quan trọng nhất để em ghi vào trong sổ sách, hiểu không? Tức là với cái nghiệp vụ bán hàng này của em nó có rất là nhiều chứng từ ở trong này, thì trong đó khi mà em bán hàng thì em chỉ cần biết rằng tôi đã giao hàng cho anh và anh chấp nhận là thanh toán cho tôi, là lấy cái chứng từ đó đó là em ghi vào trong sổ sách, hiểu không? Ví dụ nè, ví dụ khi mà em bán hàng thì tới cái chỗ công đoạn đây nè, có phải là em giao hàng và người ta ký trên cái biên bản bàn giao không em? Ký trên biên bản bàn giao tức là người ta đã nhận hàng và em đã giao hóa đơn cho người ta, tức là đầy đủ rồi. Tức là cái khúc này nó sẽ có là số lượng, đơn giá và thành tiền. Ví dụ như bây giờ em bán đây là mặt hàng túi xách, mặt hàng túi nè, số lượng của em là 100 nè, đơn giá là 1.000 trên cả 10.000 đi. Đó, thành tiền của em nè. Đó, hướng đây là về thuế suất nè,
đây là 10%, nghĩa là em thu tiền của người ta là bao nhiêu đây? Đó, em thu của người ta 1,1 triệu này, thì cái chứng từ đây nè em sẽ ghi vào trong sổ sách đó, là phải thu của người ta 1,1 triệu, đúng chưa? Như vậy rồi nên tôi mới nói như chỗ đây là như vậy, em phải lấy chứng từ đã phát sinh mới ghi vào trong sổ sách, còn chứng từ mà chưa phát sinh thì chưa có ghi. Ví dụ nè, ví dụ bây giờ em nhận đơn hàng của khách hàng, em nhận đơn hàng của khách hàng mà ví dụ như em kiểm tra là thiếu hàng, em hẹn người ta 3 4 ngày sau á thì hàng mới về, thì theo em tại cái ngày mà em nhận đơn hàng này em có ghi cái gì không? Em có ghi vào trong, em có ghi vào trong sổ sách không? Em chỉ ghi vào đơn đơn đặt hàng thôi. Đúng rồi, em ghi vào một cái file mà gọi là em theo dõi đơn hàng thôi, đúng không? Tại vì chưa có, chưa có xảy ra, chưa Đúng cái rồi. gọi là xảy ra về cái số tiền cũng nợ nên tôi chưa có ghi. Rồi em hiểu ý tôi nói chưa? Hiểu. Nhưng mà bộ chứng từ đầy đủ thì nó phải gồm từ cái số 1 cho tới cái số số 7 này luôn. Tức là bộ chứng từ đầy đủ của một nghiệp vụ mà bán hàng ấy, thì em phải lưu chứng từ nó như vậy, chứ không phải là lưu đơn hàng riêng, lưu phiếu xuất kho liên, lưu hóa đơn liên, lưu riêng cũng được. Em phải gom chung một nghiệp vụ á, em phải gom chung cái, khi mà nó hoàn thành á thì nó sẽ có một bộ chứng từ đầy đủ, chứ không được lưu riêng từng chứng từ. Tại vì sao tôi nói như vậy? Tại vì khi mà em lưu chung á thì em ở năm 2023 nè, em quay lại năm 2020, nếu em lưu chung thì em sẽ hiểu nghiệp vụ, còn nếu mà em lưu riêng thì có phải là nó mắc chứng từ không? Đúng. Dễ hiểu cách lưu chứng từ chưa? Khi một nghiệp vụ đã hoàn thành, tôi không cần biết những bộ phận khác làm sao, luôn luôn bộ phận kế toán là phải có một bộ chứng từ đầy đủ kể từ lúc khách hàng đặt hàng cho đến khi bàn giao hàng xong cho khách hàng, thì bộ chứng từ đầy đủ của nó gồm những cái gì trong đó phải lưu thành một cục như thế này, là hiểu không? Chứ còn mà một bộ chứng từ nó có 5 chứng từ trong đó mà lưu 5 cái file là thấy thua rồi, là không có hiểu được đâu. Rồi, như vậy là muốn có số liệu, ở bên muốn có số liệu trong sổ sách đó là em phải có chứng từ. Ủa sao em cứ em dòm dòm gì hoài vậy? Có tập trung được không? Em tập trung được một tí em dòm ở ngoài á. À, Dòm ngoài là dòm gì, bán hàng hả? dòm cái camera. Ôi trời. Ủa bán hàng tới mấy giờ? Không, em nhờ mẹ giữ bé giùm em á mà. À, Dạ. Coi bé có khóc không? bé mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi rồi biết đi rồi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Công việc cuối cùng người làm kế toán là báo cáo. Muốn có báo cáo thì phải lấy số liệu trong sổ sách. Muốn có số liệu trong sổ sách thì em phải có chứng từ và đã phát sinh. Mà muốn có chứng từ thì phải làm sao đó em? Muốn có chứng từ thì 100% phải có nghiệp vụ phát sinh trong công ty, trong công ty tại tất cả các phòng ban. Đúng không? Ừ.
Như vậy là trong công ty của mình nó có phòng mua hàng, phòng bán hàng, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng xuất nhập khẩu, phòng giao hàng, vân vân. Thì từng phòng ban á, nó sẽ phát sinh nghiệp vụ, thì lúc đó nó sẽ có chứng từ. Rồi vậy được không? Như vậy từ nãy giờ tôi đang nói cho em là tôi đang nói ngược hay nói xuôi vậy? Alo, từ nãy giờ tôi đang trình bày cho em, tôi đang trình bày ngược hay tôi hay là tôi trình bày xuôi, biết không? Xui. Trình bày ngược chứ. Thầy. Còn bây giờ bắt đầu á, trình bày ngược nè, em thấy tôi đi từ báo cáo rồi sổ sách chứng từ rồi nghiệp vụ phát sinh. Vậy bây giờ vào công ty nè thì cái gì phát sinh trước? Nghiệp vụ phải phát sinh Đúng trước. rồi, nghiệp vụ, nghiệp vụ phát sinh từ phòng ban rồi tới cái gì? À, xong rồi tới nghiệp vụ, xong rồi chứng từ Đúng trong rồi, nghiệp vụ mới cái có chứng từ, yeah. rồi từ chứng từ mới ghi ghi sổ sách, rồi từ sổ sách mới tiến hành báo đó. Trình tự nó là như vậy, tức là mình làm kế toán là nó phải là như vậy nè, hiểu không? Vậy em ví dụ thực tế tại công ty mình nó phát sinh những nghiệp vụ gì và tương ứng nghiệp vụ đó là chứng từ gì, em nói thử tôi nghe thử coi, ứng dụng vô công ty mình coi. Bên mua bán mua với bán luôn à. Thôi thì em ví dụ một nghiệp vụ thôi đó, Thì giờ em ví ví dụ dụ, như ví dụ đi. ví dụ hồi nãy đã nói về bán rồi, giờ là mua. Thì bây giờ mua thì em sẽ lên đơn cho khách hàng. Không xin số này, khi mình em đừng có nói em nói là phòng nào, bây giờ mình nói tới, tại vì em kiêm nhiều quá, Yeah, em kiêm bán hàng, em kiêm mua hàng, em kiêm thủ kho, em kiêm tà la hết. đúng Mình khi mình nói mình kiêm như vậy là nó không có hiệu quả đâu. Mình kiêm như vậy nó không có hiệu quả, mình kiêm như vậy làm con người mình nó mệt lắm. nhưng mà tại vì mình nhỏ quá. Thì nhỏ quá thì đúng rồi, nhưng mà ý là về nguyên tắc là nếu mà em cứ tưởng tượng đi, ví dụ như là em kiêm như vậy, bây giờ em tự tách ra thử coi, em ví dụ em thử tách ra là thứ nhất là em kêu là phòng gì nè, và bây giờ mua hàng đúng không, vậy theo em là phòng phòng nào nó sẽ mua hàng? Sale hả? À, không phải sale, bán hàng. Phòng mua hàng. Mua hàng, phòng mua, thu mua. Phòng thu mua nó sẽ mua hàng. Đúng rồi, phòng thu mua. Rồi em nói đi, bây giờ em nói đi. Thu mua sẽ mua, đặt đơn hàng. Khi khi hàng về thì báo thủ kho và để nhận hàng. Khi thủ kho nhận hàng xong thì sẽ báo đủ, thiếu đủ thì cho bên kế toán nhập kho rồi thanh toán khách hàng. Đúng rồi, như vậy theo em á, thanh toán khi mình thanh toán là thanh toán nhà cung cấp. Đúng rồi, thanh toán nhà cung cấp. Vậy theo em nguyên cái nghiệp vụ mua hàng đây nè, chứng từ nó gồm những chứng từ gì? Chứng từ là em gọi em là phiếu xếp hàng của khách hàng Không, đầu của tiên là đơn đặt hàng, đơn đặt hàng. có gì nữa? Hai, hai chứng từ gì? Khi hàng về hả? À, Thôi mình đừng có trình bày cái khúc đó là nó đã xảy ra rồi, mình đừng có trình bày nữa, ý là nó đã xong rồi á. Đã đơn xong rồi thì cái chứng từ nó gồm những cái đặt hàng, phiếu xuất hàng, gì? Phiếu xuất gì? Rồi chiếc của nhà cung cấp. ok, phiếu xuất nhà cung cấp, rồi tiếp đi. Phiếu xác nhận biên bản bằng phiếu biên bản bàn giao của nhà cung cấp với bên thủ kho. Đúng rồi, phiên bản bàn giao nhà cung cấp với thủ kho, rồi gì nữa? Xong mới
mới lưu sổ chứng từ hàng đã hàng hàng nhập nhập kho Mấy cái vụ mà nhập kho cái đó là chứng từ đúng không? là Là ghi sổ sách. mình đang nói chứng từ thôi. Mình đang nói chứng từ cái đã. Vậy ngay chỗ này nè. Nếu mà đi làm nữa thì nó phải có hóa đơn. À Hiểu không? rồi. Khi mà em mở công ty thì bắt buộc phải có hóa đơn nha. Chứ bây giờ em mua hàng em không có hóa đơn là không được. Hiểu không? Và cái số 5 tính là thanh toán tiền cho người ta thì em phải lập phiếu gì? Phiếu chi hoặc là ủy nhiệm chi được không? Và cái đây nếu mà có nhập kho thì chỉ có phiếu nhập kho được không? Đó, đây là chứng từ của một nghiệp vụ mua hàng này em. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi từ đây nè, em có chứng từ là nó tới cái chỗ số 2 rồi nè. Chứng từ là tới chỗ này nè. Rồi sau đó tiến hành ghi sổ thôi. Tức là lấy toàn bộ chứng từ này nè. Sẽ ghi vào trong sổ sách. Thì cái cách ghi như thế nào tôi sẽ nói sau. Rồi từ đây nè. Sẽ báo cáo. Lúc này là sẽ báo cáo cho em là ngày hôm nay nhập những cái lô hàng nào, mặt hàng nó bao nhiêu, tồn đầu bao nhiêu, nhập bao nhiêu, xuất ra bao nhiêu và tồn cuối bao nhiêu, được không? Rồi đây bây giờ tôi ví dụ cách ghi trong sổ này nha. Bây giờ tôi ví dụ một cái nghiệp vụ đây, đây là nghiệp vụ mua hàng, em mua về em bán nè, nợ 1 năm 6 đi. Từ từ để tôi ấy luôn rồi em nói sau nha. Nợ 133 có cũng 331 đi. Cái của em là gọi là túi xách đúng không em? Ủa cái túi đó bao nhiêu một túi? Thường thường em mua số lượng là bao nhiêu? Số lượng là ký hả? Giờ số lượng là ký. Cái đó em mua bao nhiêu một ký? Hiện tại em mua 25.000 một ký. Rồi bây giờ giờ nè. Thì toàn bộ chứng từ đây nè. Người ta gọi là chứng từ gốc. À. Kế toán dựa vào chứng từ gốc mới lập một cái chứng từ ghi sổ. Tức là một bộ chứng từ hoàn thành á, nó bao gồm chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc. Chứng từ ghi sổ nó có chữ nợ và chữ có ở trên đó. Chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc. Chứng từ gốc là phát sinh từ những phòng ban cũng như là bên ngoài doanh nghiệp rồi mới chuyển tới phòng kế toán. Phòng kế toán mới dựa vào cái chứng từ này nè, chứng từ gốc này nè, mới kiểm tra cái chứng từ đó nó phù hợp hay không. Thì từ đó mới lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ là do kế toán lập dựa vào chứng từ gốc. Chứng từ ghi sổ là dùng để ghi sổ do ông kế toán ổng lập dựa vào chứng từ gốc. Chứng từ ghi sổ nó phân biệt với chứng từ gốc là chứng từ ghi sổ nó có chữ nợ và chữ có trong đó. Bây giờ cứ hiểu nợ và có đi. Còn tí nữa tôi sẽ nói xong. Được không? Rồi tiếp nè.
Bây giờ với cái vấn đề mua hàng đây là tôi nói đây là mặt hàng này. Mặt hàng này là túi xách đi. Đó. Khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra, khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra là nó ảnh hưởng hai đối tượng trong đó, ít nhất hai đối tượng trong đó. Ví dụ nè, ví dụ như là em trả tiền mặt cho nhà cung cấp, đố em nó ảnh hưởng đối tượng nào và đối tượng nào? Trả tiền mặt là phải trả cho khách hàng, để trả Và cho em phải phân biệt khách hàng và nhà cung cấp nha. Khách hàng là em bán hàng, còn nhà cung cấp là em mua hàng. Tôi nhắc lại nè, công ty trả tiền mặt 10 triệu cho nhà cung cấp A do mua thiếu tháng trước. Vậy với cái nghiệp vụ này nè, nó ảnh hưởng đối tượng nào và đối tượng nào ở trong đó? đối tượng Ủa, khi nhắc lại là khi một nghiệp vụ kinh tế đã xảy ra thì luôn luôn nó ảnh hưởng ít nhất hai đối tượng trong đó, thì em xác định với cái nghiệp vụ mà tôi vừa nói á, đố em là em xác định coi nó ảnh hưởng đối tượng nào và đối tượng nào. nhà cung cấp Nhà cung cấp và cái gì? tiền mặt. Đúng rồi, nhà cung cấp A và tiền mặt. Như vậy nè, khi mà em cầm trên tay cái bộ chứng từ gốc này nè, em phải xác định nó ảnh hưởng ít nhất hai đối tượng trong đó. Rồi, được không? Trong đó phải có một đối tượng ghi nợ và một đối tượng ghi có, đó là ghi sổ nha, đang ghi sổ về mặt kế toán đó nha. Ông kế toán ông nói vậy, ông quy định như vậy. Tức là trong hai đối tượng này nè, em phải xác định được một ông nợ và một ông có. Cái nợ có thì bây giờ mình sẽ học sau, nhưng mà bây giờ em thuộc cái nguyên tắc nó như vậy, gọi là ghi sổ là phải ghi nợ có, được không? Tức là để em theo dõi biến động tăng giảm của đối tượng đó. Ghi nợ và ghi có là để theo dõi biến động tăng giảm của đối tượng đó. Đố em trong cái tình huống này nha, em chi tiền mặt ra 10 triệu, vậy đố em tiền của em tăng hay giảm? Chi ra tiền em giảm chứ. Tiền em giảm là em đang theo dõi tiền của em giảm xuống đó, được không? Được. Đó, đố em trả tiền cho nhà cung cấp thì cái khoản nợ với nhà cung cấp của em, cái Giảm. khoản khoản nó giảm luôn, đúng không? Như vậy là người ta ghi sổ là người ta ghi nợ và ghi ghi có nè, là dùng để theo dõi biến động tăng giảm của từng cái đối tượng trong đó. Còn khi nào ghi nợ, khi nào ghi có đến sau. Ok, vậy bây giờ tôi nhìn trên đây. Bây giờ với cái tình huống này nha, đây tôi mua mặt hàng túi xách nè. Bỏ quên cái này đi. Anh ơi, hôm nay mình học tới đây được không anh Mệt quá hả? ạ? Có bé nó ngủ, bữa nay chồng em không có về. Ok. Dạ. Rồi bye bye nha. Tí nữa tôi gửi video này cho nha. Dạ. Dạ rồi, Rồi. em cảm ơn anh nhiều nha. Bye bye.